con 13.000 k nhá, nóng kinh khủng khiếp luôn. Thề với các anh em luôn ấy, dung cơ bản cũng nóng, ép dung thì không thể nào mà ép được, mình hứa với anh em thế luôn. Nhưng mà có cách nào để cải thiện cái nhiệt của nó không? Có nha anh em nhá, có. Để biết được cái cách đấy thì anh em xem video này nhá. Thì như mình đã nói, đây là em 13.000 k, nhưng mà trong này thì không hộp không còn gì. Đây, đó là của cái máy tính này anh em ạ. Đây là của cái máy tính này. Thì chiếc CPU này có thể gọi là thần của CPU bây giờ, bởi vì hiệu năng đơn nhân đa năng nó cực kỳ là kinh khủng. Chơi game cũng ok, làm việc cũng ok. Nhưng mà như Uncle Ben đã nói thì sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn, đúng không? Thì sức cái trách nhiệm này này, nhất là cái giá tiền, anh em nhìn thấy không? 16.499 là mức giá khá là ổn áp với cả một con CPU mạnh như này. Nhưng cái trách nhiệm thứ hai là cái trách nhiệm nhiệt độ anh em ạ. Con CPU này nóng kinh khủng khiếp luôn, trên mọi forum bất kỳ đâu mà anh em tìm nhá đều biết rằng con CPU này là một con CPU cực kỳ là nóng, nóng bỏng luôn, nóng chảy luôn, sôi cả nước luôn, bởi vì nó luôn luôn ping ở 100 độ C khi mà anh em làm việc, kể cả render hay redo các thứ kiểu thì nó đều rất là nóng như thế. Vậy thì có cái nào không? Có nhá, có, còn có free luôn nhá, như cách mình chúng mình give away free con tai nghe luôn. Cách free đấy là Undervone anh em ạ. Ultimate nghĩa là tối thiểu, cũng như Zigli LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất. Âm thanh vòng 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game. Pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. Acom đang giveaway miễn phí trên tai nghe này. Tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Thì Undervone là cái gì? Anh em đầu tiên anh em phải hiểu ấy, cái concept ấy là khi mà một nhà sản xuất CPU, đúng không? Ví dụ như là đây, Intel, thì họ sẽ phải cho một lượng nhất định để con CPU có thể chạy ở mức xung nhất định. Ví dụ như con CPU này là 5.5 ở on core, tức là chạy tất cả các nhân ấy thì là 5.5. Thế và mức điện đấy thường bị các nhà sản xuất cao hơn một chút để đảm bảo rằng tất cả con CPU đều có thể chạy một cách ổn áp mà không hề bao giờ bị thiếu điện. Nhưng mà nhiều khi nó bị cao quá, đúng không? Và nhiều khi CPU anh em lại là một con CPU pin, một con CPU kiểu xịn, một con CPU kiểu gọi là trên kẻ chiến thắng của silicon ấy, thì cái điều đấy sẽ giúp cho anh em có thể giảm điện xuống mà không hề bị ảnh hưởng chút nào tới hiệu năng cả, và nhiều khi còn tăng hiệu năng nữa. Thì cái lợi thế là như vậy đấy, giảm điện, tăng hiệu năng và giảm cả nhiệt, quá tuyệt vời, đúng không? Mỗi tội có một cái bất lợi thế là bị bất ổn định của chúng tôi và anh em sẽ mất thời gian để Undervone. Rồi thì đây là cái máy tính của mình đây. Trong này đây là chiếc CPU i9 13.000K này. Trong chiếc 13.000K này sẽ được đi kèm với cả một chiếc Z790, 32GB RAM, 4090, vân vân và vân vân. Và mình đang dùng đây là Windows 11 anh em ạ. Tất nhiên rồi, 13, 12 mà sao lại không dùng Windows 10, 11 đúng không? Thì gọi là ngày xưa đúng không? Thời mà Hà Nội còn 36 phố, Napoleon vẫn còn cửa chuồng, thì ông bà ta đã ép xung với cả gọi là ép xung với cả Undervone ấy thì bằng BIOS. Nhưng bây giờ mình 2022 rồi, mình giới trẻ rồi, thì chúng ta phải dùng một phần mềm khác, đó có tên là phần mềm đây. Đây, cái phần chính cái phần mềm ở đây, Intel Extreme Tuning Utility, là hay có tên gọi khác là XTU anh em ạ. Cái phần mềm này nhá, thực sự là kinh khủng luôn, thực sự là chất. Mình khuyên rằng bất kỳ anh em nào là người dùng Intel thế hệ K, đây, rất đẹp không? Dùng Intel thế hệ K nhá và dùng Men Z thì nên có cái phần mềm này để có thể sử dụng nó một cách gọi là chỉnh chu nhất, chuẩn chỉnh nhất, 100% nhất. Trong phần mềm này ấy, nó sẽ có rất là nhiều những thông tin hay ho, ví dụ như là system information, thông tin của bộ máy này, gọi là ép xung một chạm này, ép xung một chạm này, OC một chạm này. Tiếp theo nữa sẽ có chỉnh tay này, rồi có test máy này, benchmark này và profile các thứ kiểu. Và chúng ta sẽ còn có đó chính là cái khu vực này này. Đây, khu vực dưới này đây thì cũng khá là hay. Đây là khu vực để cho anh em có thể kiểm soát được CPU chúng ta. Trong này sẽ có này, lượng CPU sử dụng này, lượng RAM sử dụng này, nhiệt độ CPU này, voltage này, xung cao nhất, xong nói chung là nhiều thứ lắm. Cái chỗ này rất là hợp lý cho những anh em nào muốn kiểm soát bộ máy mình một cách chuẩn chỉnh nhất, kiểm soát con CPU nhé, không phải kiểm soát cả bộ máy nhé. Cả bộ máy thì phải là HW Info. Rồi, thì như mình đã nói, nó con CPU này rất nóng, thì để kiểm tra được sự nóng của nó, mình sẽ dùng một phần mềm tên là Cinebench R23. Đây, phần mềm ở đây. Cái Cinebench R23 này thì sẽ giúp cho anh em nó kiểu nó render và sử dụng tất cả các nhân của anh em để render. Thì sử dụng nó cũng đơn giản thôi, mình chỉ bấm start phát, anh em xem kết quả như nào nhá. Đây, bắt đầu rồi. Rồi, uầy, tất cả các nhân đang chạy này. Và hiện tại CPU chúng ta nhảy vọt một phát lên 100 độ. À đây 100 độ rồi, 100 độ tròn rồi anh em ạ. Và đang bị thermal throttling rồi, tức là nó đang bị giảm xung xuống. Nếu anh em để ý này, nó đang chỉ chạy ở mức 5.2 thôi, là một mức không hề gần với cả mức 5.5 một chút nào cả. Đấy, chỉ có 5.2 thôi và đang bị thermal throttling rồi. Thế này thì anh em thấy nó nóng thật đúng không? Nhưng mà xem là số điểm bao nhiêu nhá. Hiện tại chúng ta đã được là 38.474 điểm,
là một con số rất cũng khá là ok, nhưng mà chúng ta có thể bay được cao hơn nữa. Thì trong phần mềm này chúng ta sẽ có một cái nút tên là nút Speed Optimize này, tức là đây này, Intel Speed Optimize đúng không? Tức là bật tính năng lên là cái phần mềm tự động ép xung CPU anh em lên, tự động ép xung nhá, và chỉnh từng cái nhân một, chỉnh từng nhân P, nhân E các kiểu, chỉnh cả PL1, PL2 các thứ để cho anh em không cần phải làm gì luôn. Bây giờ mình optimize phát nhá. Xem nào. À, và cái này nó yêu và cái này nó sẽ bảo là cái optimize sẽ tắt sau khi mà anh em gọi là reset máy nhá. Và đây rồi, nó đang bật lên rồi và nó đang để là turn off, tức là mình tắt đi đấy, xem có gì. À, tức là nó không cho mình vào Advanced Tuning em ạ, hơi cay. Nhưng bây giờ mình cùng thử xem là cái số điểm có khác biệt không nhá. Bây giờ đang là 38.474 điểm này. Đấy, bây giờ thử cùng chạy như nào, xem nó có khác biệt gì không, xem nó có tăng không. Mức nhiệt vẫn thế, vẫn bị như thế, vẫn thơm một thò linh như bình thường luôn. Và xung còn giảm cơ. Tức là cái kiểu gì nhỉ? Xung còn bị giảm anh ạ, xung hiện tại đang bị giảm nhá. Lúc nãy là 5.2, bây giờ còn mỗi 5.1 thôi. Và số điểm của chúng ta, à nhưng mà được cái là điện giảm kha khá, là còn có 266 thôi. Lúc nãy anh em mà nhìn ý là tận hơn 300 cơ. Rồi, và hiện tại thì chúng ta đang được số điểm thấp hơn gần 1.000, là 37.800 điểm. Vậy tức là những cách này không tối ưu và chúng ta cần phải chỉnh tay. Bây giờ chỉnh tay như thế nào để mình hướng dẫn anh em nhá. Rồi thì đây thì cái phần chỉnh tay ấy nó sẽ nằm ở khu vực này, Advanced Tuning này. Thì trên đây sẽ có rất nhiều thứ hay ho. Chúng ta sẽ có Core Voltage Offset này, tức là kiểu để chỉnh dựa theo cái đường cung điện của nó ấy. Đấy, hoặc là để chỉnh ping luôn, ping cái mức điện mà cần dùng luôn. Bên dưới đây chúng ta sẽ còn có đó chính là Thermal Boost này, Turbo Boost Short này, Turbo Boost Max này. Đây là PL2, còn đây là PL1 của anh em đấy. Và sẽ còn có đó chính là thời gian Boost PL2 nữa. Thì nói chung cái này anh em cứ kéo lên hết cho mình nhá. Nhưng cái điều mà chúng ta muốn làm hôm nay ấy là Undervolt nó lại chưa được hoàn thiện. Bởi vì anh em nhìn nhá, khu vực này, Core Voltage Offset này, với cả Core Voltage này, hay là AVX2 này, đều có một cái dấu tia sét ở đấy. Nó này, Undervolt Protection is enabled, tức là không cho phép chúng ta undervolt. Và nếu mà anh em bấm vào cái khu vực này nhá, anh em sẽ không thể nào mà kéo xuống này. Không. Sao mà kéo được từ từ. À không, kéo xuống được, nhưng apply nhá. Apply này. Apply nó sẽ về như bình thường. Đấy, apply nó sẽ về như bình thường. Về y hệt bình thường luôn, không khác gì cả. Nói chung là như thế. Đấy, nếu mà anh em kéo xuống nhá, dù kéo bao nhiêu, dù kéo 0.1, dù kéo 1 thì cũng không bao giờ. Đây, thì cả mình trừ 0.4 nữa nhá. Nó cũng sẽ không hề apply. Đơn giản bởi vì là nó đang bị bảo vệ undervolt. Bây giờ mình ép xung thì được. Đây, mình ép xung thì được này. Đấy, thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ mình kéo xuống thì không được. Cái điều này ấy là bởi vì anh em chưa vào BIOS đây anh em ạ. Bây giờ cùng mình vào BIOS nhá. Đợi tí vào BIOS, mình thì mình quen BIOS ASUS hơn, nhưng mà BIOS mới đi thì sẽ hơi sâu đắm một chút. Đợi tí. Đây rồi, ok. Thì sẽ có đây là Game Boost này, thì mình sẽ bật CPU này, XMP này. CPU đúng không? XMP này. Tiếp theo nữa mình sẽ vào đó chính là setting. Cái này thì không quan trọng rồi, cái này thì không cần thiết lắm. Nhưng mà bây giờ mình quan trọng là cái đây. Đấy, OC này, Expert đúng không? Cái này thì đã được bật sẵn cái CPU rồi, nó sẽ tăng một số cái kiểu mở khóa cho anh em. Nhưng mà cái quan trọng đầu tiên nhá, thứ nhất này là anh em phải vào khu vực đó chính là khu vực ở đây. Đầu tiên này, cái này thì đang được mở khóa PL1, PL2 rồi này. PL1 4000W này, tức là nó cho phép hút được 4000W. Nếu mà anh em để xuống 288 thì nó sẽ luôn luôn bị ở mức 288 thôi. Thì mình khuyên là anh em không nên để 4000W, thì nó sẽ được mở khóa 100%. Nhưng mà sẽ có vấn đề là vấn đề nhiệt độ. Thì bây giờ mình đang tìm cái đợi mình chút. Đây rồi. Tìm mãi mới thấy ạ. Đây, CPU Under Voltage Protection Enable. Mình làm phát disable đi. Tức là bằng việc này thì anh em mới có thể undervolt nó được nhá. Bây giờ thì chúng ta cùng vào BIOS, chúng ta cùng F10 save xong rồi vào máy thôi nhỉ. Lại vào trong Intel Extreme Tuning Utility thôi. Thì đây, nhìn phát anh em thấy không? Đấy, tất cả những cái gọi là mũi tên của rút đã mất rồi nhá. Anh em không cần phải lo lắng nữa nhá. Bây giờ thì chúng ta có thể giảm xuống. Sẽ có hai cách giảm ở trong cái này. Một là anh em để ở mức Core Voltage, tức là voltage tĩnh này. Đây là để mức tĩnh này. Thì nó sẽ có thể nói là mình không rõ là có ổn định hay không, nhưng mà cái này nó sẽ hơi bị khóa một chút, khiến cho anh em khó bị boost lên cao so với cả mức bình thường. Thế nên là mình khuyên rằng anh em nên sử dụng bên này hơn này. Đây này,
core voltage offset. Cái core voltage offset này tức là bây giờ anh em phải hiểu nhá, là với từng mỗi mức xung thì CPU sẽ yêu cầu từng một mức điện và nó sẽ tạo một cái graph lên cao này này, kiểu như thế. Ngày trước nó còn có kiểu cái test graph cơ nhưng mà bây giờ nó không còn rồi. Bây giờ mình không thấy nó đâu nữa rồi. Đấy. Nhưng mà ok, là như thế đúng không? Vậy là offset khiến cho cái vòng cung này nó di chuyển lùi một chút để khiến cho cái CPU của anh em ok cùng một mức xung đấy nhưng mà giảm điện một chút, tức là mỗi mức xung đều bị giảm điện một chút chút đi. Nó sẽ khác hoàn toàn so với cả cái này. Tức là bây giờ kể cả nhá, nếu mà dùng cái core voltage này, kể cả anh em chạy ở 2GHz thì nó vẫn là 1.4 chẳng hạn, kiểu kiểu như thế. Còn đây nhá, ví dụ như ở 2GHz thì nó sẽ chạy ở 0.8, còn 3GHz nó chạy ở 0.9, kiểu kiểu như vậy đấy. Thì nên dùng cái core voltage offset này nhá. Thì bây giờ mình sẽ cùng làm một phát chơi lớn đi, trừ hẳn 0.1 đi được không? Trừ 0.1 đi nhá, trừ 0.100 này. Apply. Rồi, ok. Và mình sẽ để xung ở bức bay nhá. Cái này vừa rồi là có vẻ như là vừa cái speed optimizer nó tăng xung của mình lên một chút thì mình sẽ giảm xuống là còn 5.5, còn cái này là 5.8 bình thường. Apply. Rồi, bây giờ thì triển khai nhỉ, lại vào Cinebench thôi. Multicore này. À, bật cái HW Info lên phát đã cho nó nhìn được toàn thể về CPU đi. Tại vì cái phần mềm kia thì nó cho phép nhìn đấy, nhưng mà nhìn vừa vừa phải thôi, không quá nhiều. Đây, core temperature đây nhá, có cái temperature này. Bây giờ mình sẽ làm phát Cinebench nhá. Vừa trừ 1 rồi nhá, vừa trừ 1 rồi anh em nhá. À, trừ 0.1 nhá. Bây giờ hãy cùng thử Cinebench nào. Multicore. Anh em ơi, từ 100 độ bây giờ giảm còn có 81 độ anh em ạ. 81 độ nhá. Đang dần, đợi tí. 81, 82 độ và các nhân đều rất là nhẹ nhàng luôn. Chỉ có mỗi nhân thứ 5 là 94 thôi. Còn đâu tất cả các nhân khác thì chỉ có mỗi 85 độ, 81 độ, 80. Và con số điểm lên tới là 40.000. Trời ơi, anh em nhìn này, 40.000 nhá, 40.000. Vậy là thành công rồi, hết video rồi, yeah. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em tại video sau. Không đâu nhá, cái này đây chỉ mình đùa thôi. Tại sao lại chưa hết video? Đơn giản bởi vì là ok, nếu mà chúng ta chạy burst đúng không? Vừa rồi là chạy có hình như là 5-10 giây gì đấy à. Đấy nhá, nhưng bây giờ này, mình chỉ chạy 10 phút này. Chạy 10 phút nhá, đang chạy ở -1 nhá, chạy 10 phút này, cho nó chạy đi. Cái này anh em phải đợi tí, đợi nó crash, hơi lâu. Đấy, crash rồi, không phải lâu rồi cả. Đây, crash luôn rồi, application error. Cái này là may mắn nhá, bởi vì đây là anh em vẫn cho đủ số điện để cho bộ máy chạy, nhưng mà không đủ điện để cho nó chạy ôn tất cả nhân ở mức xung như thế. Thế nên là bây giờ chúng ta cần phải tinh chỉnh một chút. Bây giờ thì rất là mất thời gian, cái quá trình này là quá trình rất là mất thời gian, và anh em nên đợi mình xong video này để copy cái thông số đấy vào nhá. Mình cảm thấy rằng là cái này ổn định ở mức -0.9 nhá, on core, thì sẽ giúp cho anh em có thể đạt được mức ổn định hơn. Bây giờ mình vẫn chạy Cinebench lại bình thường này. Đấy, vừa rồi là chúng ta đã giảm được khoảng tầm 15 độ, hơn 15 độ một chút rồi. Thì đây, 10 phút đi, cho chạy 10 phút đi. Cái quan trọng ấy là khi mà anh em dùng cái undervolt này với cái tản nhiệt rẩm rẩm này, tức là không phải là rẩm mà là nó kiểu tản nhiệt nó bé quá so với cả chiếc i9 ấy, thì sẽ giúp cho anh em mát mẻ ở trong những quá trình làm việc và chơi game nhẹ nhàng. Còn khi mà anh em chạy multicore lâu dài ấy, thì mình đảm bảo rằng con nhiệt tản nhiệt nào cũng như con tản nhiệt nào thôi. Nó quan trọng là về cái mức độ tản nhiệt, cái con tản nhiệt của anh em có to hay không. Cái undervolt này sẽ cực kỳ hữu ích nếu mà anh em sử dụng như là những cái tản nhiệt nước 240, 360 hoặc là loại to hơn, các thứ kiểu sẽ giúp cho anh em làm việc nó mượt mà nhẹ nhàng hơn một chút. Và chẳng hạn như đây, mình đang chạy 10 phút nhá, thì một phát đây anh em thể thấy đây, đấy, con CPU vẫn lên rất là cao. Điện thì nó cũng khá là thấp thôi, chỉ có đây hiện tại đang là 300W thôi, khá là ok. Và mức điện ở đây này, đây anh em thấy nhá, con CPU thì ping ở 97 độ này. Đấy, anh em nhìn thấy không, 97 độ. Thì tại vì ấy, một cái chiếc tản nhiệt khí như này, nó sẽ có giới hạn về tản nhiệt của nó. Nó sẽ chỉ cho phép tản nhiệt khoảng tầm bao nhiêu watt là vừa thôi. Và khi mà ở trong cái mức độ watt đấy, thì chiếc tản nhiệt mới có thể hoạt động một cách tốt nhất. Còn bây giờ nó đang bị theo kiểu gọi là bị sốc nhiệt rồi, bị kiểu tụ nhiệt vào trong những cái ống đồng, trong những cái lá đồng, lá nhôm này rồi, khiến cho nó không tản nhiệt được một cách hợp lý và mượt mà. Thì điều này khi mà anh em dùng lâu dài ấy, và sử dụng một chiếc tản nhiệt này, cái tác dụng thứ nhất của undervolt đó chính là giảm mức điện tiêu thụ thôi và tăng mức hiệu năng nếu mà anh em muốn dùng. Còn nếu mà anh em dùng 360 thì nó sẽ có hữu ích hơn. Khi đó thì cái lượng nước nó sẽ có nhiều cái, tức là kiểu nhiều tầm để anh em tản nhiệt hơn ấy, thì sẽ giúp ích hơn rất nhiều so với cả một chiếc tản nhiệt khí như này. Thế nên là mình khuyên anh em nhá, dùng chiếc 13.000K này, muốn làm việc tốt, làm việc lâu thì đầu tư cho mình một chiếc tản nhiệt nước custom nhá, hoặc là 360.
Thì sau khoảng tầm bao nhiêu đây, 2 phút hơn chạy rồi thì mình thấy là cũng khá là ok. Bình thường mình chỉ chạy khoảng tầm 5 phút thôi để kiểm tra độ ổn định thôi. Thì chiếc máy này vẫn đang chạy rất là ổn định. Đấy, vậy tức là mức trừ 0.9, à 0, à, trừ 0.9, không nhầm, trừ 0.9 hơi cao, trừ 0.09 anh em ạ, trừ 0.09 là ổn định với tất cả nhân. Nhưng mà phần mềm của Intel nó vừa nâng cấp thêm một phần mới ở trên này, khu vực ở đây, Pure Contouring đây. Cái này nó đã xịn hơn rất là nhiều so với hồi trước rồi. Thì cái khu vực này sẽ giúp anh em chỉnh xung, chỉnh điện của từng cái nhân một nhá, từng cái nhân một nhá. Và cái quá trình test này cực kỳ là lâu luôn. Mình có thể nói với anh em là mình mất cả ngày hôm qua để test cái này. Thì đây, cách test nhá, cách làm việc nhá. Đây, đầu tiên này, đang không phải 9 không? Chứ không phải 0.9 đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng một mức này, xong mình sẽ test cho nó chạy 10 phút. Nếu mà crash, mình giảm xuống. Đấy, kiểu như thế. Tức là mình cứ làm mỗi nhân như thế. Tức là, đây chẳng hạn như này đâu. Ví dụ như là mức này mình giảm tăng các thứ kiểu. Và mình sẽ mỗi lần như thế mình phải test 5-10 phút. Và cả ngày hôm qua, mình ở công ty, mình chỉ có làm như này thôi. Mất một đống thời gian. Thế thì nếu mà để anh em đỡ tiết kiệm thời gian anh em đúng không? Thì hôm qua mình cũng đã tạo ra một cái profile rồi, tức là profile unlock này. Đấy, 19/12 trong khi hôm nay là 20/12 rồi, tức là test hôm qua đấy. Thì show value nhá, để anh em xem này. Advanced tuning này. Đấy. Thì các xung tất cả các nhân này đều có thể chạy tốt ở mức trừ 0.09. Đây, nhân 1 này, nhân 2, nhân 3, nhân 4 này, nhân nhưng mà hai nhân cuối này thì chỉ chạy tốt ở trừ 0.85 thôi, trừ 0.085 thôi. Còn hai nhân chính này, nhân 4 với nhân 5 này, tức là còn nhân 5 và nhân 6, nếu mà anh em nhìn số lượng nhân bình thường thì có thể chạy lên tới là -0.95 thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Còn với cả bên eco ấy thì mình có thể giảm xuống tới là -0.10, tại vì mấy con này là mấy con nhân yếu, nhưng con nhân nhẹ nhàng hơn một chút thì nó sẽ giúp anh em có thể đẩy điện xuống thấp hơn nhiều hơn và vẫn cho bộ máy chúng ta ổn định. Và với những cái như thế thì như nào, nó sẽ giúp anh em có một cái bộ máy nó thứ nhất nhá, tối điện hơn, giảm tới là 60W điện mà, anh em phải hiểu như thế nhá. Hoặc nếu mà anh em không muốn kiểu máy mình luôn ping cao như thế, anh em có thể giảm tới tức là 250 hoặc là 200, tùy ý anh em nhá. Cái đấy là tùy anh em nhá. Undervolt có rất nhiều tác dụng và nó tùy vào như kiểu là cùng là một con dao đúng không, nhưng mà ông thì chặt thịt, ông thì giết người, hiểu không? Đấy, thế nên là anh em phải sử dụng nó một cách chuẩn chỉnh, một cách ổn định đó. Và tùy vào cái mục đích của anh em. Ví dụ như mình thì mình sẽ là người muốn đẩy bộ máy cao nhất có thể, nhưng chỉ giảm nhiệt và giảm điện một chút thôi. Còn với anh em có thể là anh em không dùng quá là nhiều về đa nhân như thế, anh em muốn bảo toàn về nguồn và nhiệt hơn thì em giảm hẳn xuống, giảm sâu xuống để cho bộ máy của chúng mình có thể chạy ở mức mát này, ở mức điện thấp này, nhưng mà hiệu năng sẽ bị giảm xuống một ít. Đấy, đấy là cái tác dụng của Undervolt trên chiếc 13.000K này. Chiếc CPU này rất mạnh mẽ, nếu mà anh em giảm đi một chút thôi nó vẫn rất là mạnh, em hiểu không? Cho nên là không cần gì phải lo lắng hết. Cái này thì cái này có được bảo hành không anh Đạt nhỉ? Cái này Undervolt cháy có được bảo hành không? Không nha anh em nhá, không được bảo hành nhá, theo như lời anh Đạt là không được bảo hành. Nhưng mà Undervolt thì nó không như là ép xung là bơm điện nên nó hơi bị hơi sẽ gây nóng quá. Còn Undervolt thì nó sẽ theo kiểu gọi là giảm điện xuống thì nó sẽ ổn áp hơn và khó bị hỏng hơn. Và con CPU thì sống lâu đời lắm, anh em không phải lo đâu. Đấy, thì đấy là những gì mà mình có thể sâu về Undervolt. Undervolt chiếc CPU này thì cực kỳ là khủng và khiến cho con CPU này có thể chạy ok hơn. Tức là nó kiểu nó là con top đúng không? Nó là chúa ấy, thì đây là chúa plus đúng không? Chúa Pro Max ấy, kiểu thế. Thì sẽ khiến cho cái bộ máy anh em ngầu hơn chút nữa. Và kiểu cái cảm giác được, mình không biết anh em nào, nhưng mà cái cảm giác được đụng vào máy của mình, được kiểu tinh chỉnh từng cái chấm một, từng cái phẩy một này, nó khá là hay. Và mình khuyên rằng anh em cũng nên nghỉ ngợi một chút nếu mà anh em có con chip 13.000K với cả một con Z790 xịn xịn một tẹo. Vậy thì đó là cách để giảm nhiệt free, tăng hiệu năng free, giảm điện free. Nhưng mà chúng mình còn giveaway free một em tai nghe, chính là tai nghe Zitly LH1 nữa. Anh em thể check ở trên YouTube anh em nhé. Ultimate nghĩa là tối thiểu, cũng như Zitly LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng, nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất, âm thanh vòng 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game, pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. À, còn đang giveaway miễn phí chiếc tai nghe này, tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Rồi thì nếu mà anh em hứng thú với những cái sản phẩm này và đặc biệt là con 13.000K cực kỳ là tốt nhá. Anh em thể check ngay đường link dưới mô tả nhá. Hà còn chúng mình bán đầy luôn. Anh em làm một bộ máy, một dàn máy cho công ty anh em thoải mái luôn. Thì ở dưới đường link có hết. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và đem nhiều thông tin cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhá. Và cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp anh em tại một video sau khác nhá. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại một video khác nhá.
Thank you.